Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với những cái hình cơ bản, và hôm nay thì mình sẽ dạy cho các bạn về cái cách tạo ra những cái bố cục bằng hình cơ bản đó. Thì như mình đã chia sẻ từ cái hình vuông rồi, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đi nốt cái hình vuông, bởi vì trong hình vuông nó cũng có một cái tính năng khá là thú vị. Ví dụ các bạn nhìn này, hôm nay mình sẽ thuần túy là dùng đen trắng là chính để cho các bạn hiểu về sau này mình phối màu thì tính sau. Tôi sẽ dùng một cái màu đậm hơn. Sau đó thì mình sẽ để một cái nét và mình ấn đi mất đi. Các bạn nhìn này chưa? Sau khi làm xong thì các bạn chọn cho tôi một cái phương thức làm bạn vẽ là một cái hình chữ nhật nó như thế này. Và chúng ta chọn một cái màu nó sáng hơn để cho các bạn dễ nhìn. Nhìn này. Và lúc này người ta chọn vào Object, người ta chọn vào Path và người ta chọn vào Stick Intro. Thì lúc này cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ làm sao? Nó sẽ chia thành rất là nhiều dạng cột. Nhìn đúng không ạ? Và anh Khánh cũng tương tự như vậy, sẽ chia ra như thế này. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra cái giá trị cute là khoảng cách giữa các cột với nhau theo chiều hướng ngang và chiều hướng dọc. Đó. Sau khi làm xong thì bây giờ anh Khánh sẽ quét qua toàn bộ đối tượng đó, loại trừ cái phần phía dưới để nó lấy được cái này, căn chung giờ lại. Sau khi làm xong thì tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình đèn lên trên toàn tổng thể tất cả những đối tượng đó, và có thể đặt cho nó một cái màu nâu, nhìn màu nâu chưa? Lúc này tôi sẽ cho cái đối tượng này chui vào, ép theo đối tượng này thì cái điều kiện nó đầy đủ rồi, thì cái đối tượng này đang ở dưới, nhìn không ạ? Cái này đang ở phía trên, tôi chọn một, tôi giữ shift, tôi chọn hai, tôi ấn vào Alt Can C. Thì khi ấn vào Alt Can C thì nó sẽ được giống như cái biểu tượng đầu tiên thôi, nhưng nó khác chỗ là chúng ta có thể dùng được cái công cụ đó là phím E, các bạn nhớ nhé. Và chúng ta sẽ dùng tích vào đây một cái thì chúng ta sẽ hạ trọng tâm về xuống chút xíu. Đấy là một số cái mà đây là một bố cục mà mình phải làm rất là mất công, bởi vì nó có độ hút. Đó, ok. Mọi người nhìn này chưa? Ok, hiểu cái này chưa đó? Và sau khi mà làm xong thì mọi người muốn rằng cái ảnh nó chui vào đây thì có hai cách. Cách thứ nhất là bạn có thể chọn vào Object thì bạn phá vỡ cái định dạng hiệu ứng đi, Pattern Transparency. Và sau khi phá vỡ thì nó tồn tại dưới dạng group. Các bạn hiểu cái này chưa? Và lúc này người ta có hai phương thức. Một là mình sẽ chọn tất cả những ông này dùng Ctrl 8 là Object, chọn vào Compo Path và Ctrl 8. Ctrl 8 là gắn tất cả những đối tượng đó thành một. Còn nếu mà bạn muốn làm ra cấp độ alpha thì bạn có thể chọn vào File và bạn chọn vào Place. Thì lúc này bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái giải pháp như sau, đó là gì? Chọn vào thư viện này. Và trong phần ảnh thì tôi sẽ có một cái hình này, ảnh web. Ok, tôi quét qua toàn bộ nha, đúng không ạ? Và khi quét qua xong thì cái đối tượng này muốn chui vào thì đối tượng này phải nằm ở phía dưới, đúng không? Chọn đối tượng số 2 và chuột phải chọn vào Clip Mask thì cái ảnh nó sẽ được nha. Các bạn thấy không? Nó không chui vào được, đúng không ạ? Bởi vì những đối tượng này của chúng ta là chưa gắn thành một. Mà gắn thành một thì người ta phải dùng thao tác là chọn vào Object, người ta chọn vào Compo Path và Ctrl 8 như này này. Sau khi Ctrl 8 xong thì bạn mới chọn đối tượng 1, giữ Shift chọn đối tượng 2 thì câu chuyện lúc này mới làm được. Đúng nhá, hiểu cái này chưa á? Bởi vì người ta phải làm form cong trước rồi người ta mới làm những cái thiết kế này sau, thì bạn sẽ thấy là nó khá là sinh động cho một cái bản thiết kế, một cái khung hình để mình có thể thiết kế được. Phần thứ hai, có những người thì người ta tận dụng cái việc là giá trị như sau, đó là tôi cho cái này lên trên một layer, tôi tận dụng cái đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl X nhá, bạn sẽ tách ra đó. Nhìn này, đối tượng này có phải là rời nhau như này không ạ? Ok, giữ Shift tôi tích vào đấy và tôi sẽ chọn là cái này, đúng không? Ctrl X, sau đó thì tôi sẽ làm mặt nạ cho chính thằng này như tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi. Ctrl Shift V thì nó sẽ được hiện lên. Và lúc này tôi đã được quyền là chọn những cái bên trong và chọn những opacity khác nhau. Thậm chí các bạn có thể không thích thì bạn có thể xóa. Các bạn có thể xóa và các bạn có thể xóa. Các bạn nhìn thấy cái gì ạ? Và tất nhiên chúng ta có thể chọn tất cả giá trị opacity khác nhau thì trông nó cũng sinh động hơn rất nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy hiểu cái cách làm việc chưa? Vậy thì người ta sẽ làm ra những cái khung hình thiết kế là người ta dùng theo kiểu như thế nào. Đó thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn tiếp theo, đó là hình gì? Hình vuông góc. Các bạn nhìn đi, cái tính chất của hình vuông góc về sau.
thì chúng ta cũng nó cũng không khác gì so với cái hình vuông cả, nó chỉ khác một chỗ là nó có vo góc thôi. Các bạn nhìn vo góc chưa? Thì trong quá trình khi các bạn vẽ ra thì các bạn nên nhớ một điều là bạn ấn nút lên trên là tăng độ vo góc, ấn nút xuống dưới là giảm độ độ vo góc, nhìn đúng không ạ? Các bạn có nhìn này không? Ok, và khi vo góc hết cỡ thì nó trở thành hình gì? Nhìn chưa? Và nó giống hình con nhộng của các bạn đấy, nhìn đúng không? Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta chọn một cái màu màu trắng. Và chúng ta có thể copy đằng sản phẩm số 2 và chúng ta có thể thu nhỏ lại. Nó vẫn như này, có thể ngắn bằng. Sau đó chúng ta sẽ copy đằng một sản phẩm tiếp theo nữa là có thể này nhỏ lại như này. Đấy, có những người người ta làm những cái phần phong như này. Và sau khi lần lựa chọn xong thì tôi sẽ chơi tròn là tôi sẽ nghiêng ngả lại một tí xíu và tôi sẽ đặt vào vị trí cấp cao mà có thể như này. Các bạn nhìn này chưa? Với thao tác bình thường thì người ta phải cắt ra một với hai cái này đúng không ạ? Thì người ta sẽ làm như sau. Ở đây người ta có hai phương thức cắt. Cắt thứ nhất là các bạn có thể dùng trực tiếp từ cái công cụ như sau, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Bạn dùng công cụ này. Nhìn ạ, Shift M. Thì trong công cụ Shift M nó có tính năng là dùng phím An là trừ đi, còn buông ra thì là cộng, cộng nối lại thành 1. Như phím An thì trừ thì nó sẽ trừ rất là nhanh. Hiểu nào không? Và bạn muốn cắt thật là nhanh thì bạn sẽ chơi trò là quét qua toàn bộ để làm gì? Để chúng ta cắt một lần thôi, không mất thời gian nữa, giữ phí man loại trừ ông này, loại trừ ông này, ok, loại trừ ông này, loại trừ ông này, như sau. Thế cắt nhanh không? Ok, sau khi đã làm xong rồi tôi thoát lệnh thì bắt đầu tôi sẽ dùng chiêu thức như sau. Ví dụ cái này các bạn chỉ cần là chọn cho nó giá trị opacity bằng 50, cái này tôi cũng chọn tương ứng với giá trị 50, cái này tôi cũng tương tự như vậy, 50. Sau khi làm xong thì các bạn nhớ là Ctrl C, Ctrl F tôi có đối tượng thôi, hay tôi chỉ cần thu vào một tí và tôi đặt cho nó 100%, lấy hình chính xác của chung vào đây. Cũng tương tự như vậy, Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên, tôi đẩy kéo rơi một tí, tôi sẽ cho cái này 100. Và cái này cũng thế, Ctrl C, Ctrl F đẩy một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy cái này tôi sẽ chọn là 100%. Nhìn không? Ở đây có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể chọn vào File và chọn vào Place nha. Thì cái hình ví dụ tôi tập một con bò, tôi quét qua từ đây này, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 là cái này đúng không ạ, và Ctrl số 7 nó sẽ được con bò nó sẵn ra, nó là tạo ra một cái bố cục nhảy, nhìn không? Phần thứ hai các bạn chọn file, bạn chọn vào play, tiếp theo một lần nữa thì bạn sẽ chọn cho tôi cái này máy ảnh, các bạn có thể chọn máy ảnh này. Cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7, khi đúp vào đây thì chúng ta sẽ đẩy cái này lên một tí thì các bạn sẽ thấy tôi đã có máy ảnh. Nhìn nhận đây là một form bố cục nhé, là dùng hình định hướng nhé. Sau đó thì chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn tiếp một giá trị nữa là chọn vào play. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là cái này. Chọn xuống dưới tất cả và chọn đối tượng 2 và Ctrl số 7. Nhìn nó kích thước vào đây. Các bạn sẽ kéo này. Hình như anh Khánh có chọn được một vài cái hình là nó tương đồng với những cái hình này, cửa sổ E. Chúng ta sẽ chọn vào kiểu chúng ta chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào cái gì nhỉ, bố cục à, không biết có phải bố cục không, hình tròn. Anh thấy sẽ kéo xuống một chút xíu, không phải là hình tròn, máy đặt hình vuông, hình như là trong đây. Rồi, đợi anh thấy một tí. Đâu nhỉ, hình như anh có nhớ là nó có được cái hình đó. Ok, chắc là trong đây thôi. Đấy, các bạn nhìn này chưa? Có đúng như hình anh nói không ạ? Nhìn chưa? Đây là một trong những cách người ta có thể tạo ra những cái bố cục như thế này. Nhìn thấy không? Toàn những hình định hướng. Và các bạn dùng xanh, đỏ, tím, vàng để bạn tạo ra bố cục. Thì cái phong cách tôi đang đưa cho bạn đó là cái phong cách này. Nhìn thấy không? Và người ta có thể đặt thẳng trực tiếp từ cái sản phẩm của bạn ra ngoài. Nhìn không? Rất là hay. Rất là mới lạ về một cái bố cục. Nhưng mà toàn dùng hình định định hướng thôi. Xong chưa? Vậy thì cái hình vuông góc này nó có thể có làm được cái gì nữa? Thì ok, chúng ta lại copy xuống dưới một tí nữa. Lúc này chúng ta dùng hình vuông góc thì chúng ta quét qua đây một cái và chúng ta sẽ giảm xuống để nó trở thành hình gì? Chữ nhật đúng không? Ok. Có nhiều người này làm như ảnh giữ ship. Sau khi làm giữ ship xong thì chúng ta sẽ chọn một cái màu và chúng ta sẽ copy sản phẩm số 2. Ctrl D.
nhỉ. Ok, cắt qua qua hai và chúng ta lại còn trốn để nhìn nào. Sau khi làm xong thì bạn sẽ chọn cho tôi lựa chọn những cái này bỏ đi đó, sau đó thì chúng ta quét qua toàn bộ, nó cũng giống như hình vuông thôi và chúng ta được quyền xoay góc độ này đi một tí xíu để tạo ra một cái nhìn nào ạ. Và sau khi chọn xong này tôi ấn vào Ctrl G, Ctrl G là group cái toàn bộ này lại, giữ shift chọn được đối tượng này và dùng công cụ shift M thì chúng ta chỉ cần đi một đường như này, kéo sang đây, 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 kéo sang đây là hết. Các bạn có thấy là rất là nhanh không? Và chúng ta tạo ra cái vũ cục rất là nhanh nhẹ. Anh hay dùng shift M để cho nó tốc độ nó nhanh hơn thì các bạn có thể đặt ảnh chung ở đây được. Nhưng khi cắt xong thì đối tượng chỉ là tồn tại dưới dạng group, nên bạn muốn chọn ảnh chung vào thì bạn phải chọn vào object, bạn chọn vào combo path và chọn vào Ctrl số 8, đấy là chuyện đương nhiên. Và sau khi Ctrl số 8 thì em sẽ chọn vào file và em chọn vào project tiếp theo nữa, thì chúng ta sẽ chọn những cái hình ảnh mà chúng ta muốn. Đó, các bạn nhìn này chưa? Ok, tôi chọn cái này nhá. Rồi, chọn vào đây. Sau khi làm xong thì cái ảnh xuống dưới tất cả và chúng ta chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Thì đủ vào thì chúng ta sẽ làm sao đẩy cái hình ảnh ra. Như này đúng không? Hiểu cách làm chưa? Vậy thì vô góc nó có tính năng làm những cái đối tượng bố cục như này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một dạng nữa, đó là hình tròn. Các bạn đi đi. Bố cục hình tròn. Mỗi một cái dạng này các bạn phải tìm hiểu cho tôi 4 đến 5 loại khác nhau. Đây các bạn nhìn này, can chất ho tôi sẽ chọn vào, có thể là chọn vào OE, chúng ta chọn vào hình, hình vuông góc. Đấy, cho bạn xem để cái cách thức mà chúng ta sẽ phải làm ấy, để khi mà đi đến một cái sản phẩm, các bạn có nhìn thấy đây là hình vuông góc mà, có nhìn hình vuông góc chưa? Nhìn này không? Đấy, rồi ok. Tiếp theo đây có thể hình vuông góc này. Nhìn này không? Biết tại sao làm cái này không? Không phải dùng pen cắt nhưng mà ở đây nó có hai miếng. Một cái chui vào, một cái ấn ra thì trông nó mới gọi là kinh được chứ. Người ta mới lừa người khác này chứ ạ. Đúng không? Ok, vậy thì nó cũng chỉ suy diễn thôi. Nhá, ok các bạn. Xong chưa? Đấy. Sau khi mà hiểu về cái thuộc tính đấy thì chúng ta lại tắt bỏ cái hình này đi và chúng ta tiếp tục đến hình, hình tròn. Bạn ghi đi hình tròn nhá. Thì cái nguyên tắc của hình tròn thì người ta cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ chọn hình tròn, chúng ta vẽ là giữ shift hình tròn. Và trong quá trình khi vẽ thì anh dùng cái thao tác là tạo ra bố cục dạng cơ bản và ổn định thì người ta dùng nhảy. Giữ phím cách thì là dịch chuyển cái hình tròn, buông phím cách ra thì là phóng to thu nhỏ cái hình tròn đó. Nhưng luôn luôn phải giữ shift và giữ chuột, không được bung chuột ra. Bạn sẽ đẩy sang trái để sang phải. À, thế này hợp lý rồi, tôi sẽ thoát bỏ. Và cái này các bạn có thể chọn một cái màu ghi, nhìn màu ghi không? Sau khi làm xong tôi sẽ quét vào cả hai và tôi dùng cái công cụ gì? Nhìn chưa? Shift màu, ok. Thế là đã có một cái form này chưa? Rất là nhanh đúng không? Tiếp tục tôi chọn hình tròn tiếp theo, tôi vẽ vào đây. Nhưng phải nhớ một điều rằng hình tròn số 1 và hình tròn số 2 phải tạo ra một đường cong chuyển động rất là đẹp. Thì đây là ổn định này, nhìn chưa? Nó có to vừa nhỏ, nhìn chưa? Ok, sau khi làm xong bạn lại chọn đối tượng 1, giữ shift chọn đối tượng 2 thì chúng ta lại câu chuyện nó bớt cái này đi. Thì bớt cái này đi chúng ta làm sao? Cho xuống dưới một layer và chúng ta sẽ gỗ ở đây là 50%. Có thấy nhìn này 50% không ạ? À, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ vẽ thêm một lần nữa vào đây và giữ phím cách tập vào đây. Đấy, làm rất là, đây là phong cách gọi là ổn định. Thì người ta làm cứ to vừa nhỏ, các bạn cứ thế này làm thôi. Nhìn không? Rồi, xong. Chúng ta sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, lại chọn vào công cụ gì? Đó, vậy thì cái này xuống dưới. Chúng ta sẽ chọn với giá trị là 20%. Đúng chưa? Và cái này chính là ảnh và cái này chính là text để chúng ta làm, đúng không? Nhưng cũng tương tự như vậy, có những người thì người ta tận dụng những cái biểu tượng này thay thế bố cục hình tròn. Như này chưa? Và có những người thì người ta dùng cái phương thức là người ta đặt cái biểu tượng này 50%. Sau đó thì người ta sẽ dùng hình tròn tiếp theo, người ta cắt nhẹ. Nhìn đúng không ạ? Sau khi cắt xong thì tôi lại chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tôi lại dùng phím Shift M tôi tắt đi. Tôi sẽ chọn đối tượng này và 50% tiếp theo. Tôi nhìn này nó tạo ra sự khác. Tiếp theo tôi sẽ chọn một cái biểu tượng nữa, tôi sẽ cắt vào đây.
Như này không ạ? Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào đây và lại cắt mất. Thì cái này còn là mất quy tắc để cho các bạn biết rằng là cái đây là bố cục mà chúng ta sẽ chọn. Nhìn nhá. Như này chưa? Ok. Đây, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 nhé, chúng ta sẽ bớt cái này đi. Sau khi chọn xong thì bạn sẽ gõ vào đây cho tôi giá trị là 20%. Các bạn có nhìn này chưa? Nó đan xen nhau và tạo ra một sự khác biệt không có tính ổn định. Có thể bớt quy tắc một tí thì nó cũng hay hơn rất nhiều. Và tất nhiên bạn nên đan xen và tạo ra những cái đường nét nữa, thêm những cái dấu chấm một bông hoa vào thì nó sẽ rất hợp với mỹ phẩm. Và những form dáng của logo đó là hình tròn, được không? Đấy, đấy thì đấy là cái câu chuyện mà tại sao mà anh nói em nhỉ. Nhìn này, sau khi vẽ hình tròn xong, bạn giữ chuột. Nhìn đó. Giữ chuột sau đó để giữ phím shift, shift là gì? Là hình tròn. Còn dùng phím cách là dịch chuyển sang trái sang phải. Nhưng mà nhớ là em phải giữ chuột nhé. Em bung chuột ra là không có làm được đâu nhé. Hiểu cái này chưa? Cái này rất quan trọng. Đó, anh sẽ chọn cái này đúng không ạ? Sau khi làm xong anh chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta chỉ việc làm sao tháo bỏ này. Nếu bạn nào còn khúc mắc nữa thì các bạn có thể new cái sky của tôi lại. Skype ấy. Anh có thể chia sẻ màn hình được. Nhìn nhận thì đây cũng là một phong cách của hình tròn. Nhưng có những người thì người ta dùng hình tròn theo một kiểu khác. Đây. Lúc này người ta sẽ chơi một cái hình ảnh rất là to đùng. Có nghĩa là to đùng như này. Có bạn có thể làm cho cá mú gì đó. Nhìn này chưa. Đó, tôi sẽ chọn một cái màu. Được chưa? Tôi sẽ chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi sẽ làm sao cắt bỏ nó đi. Rồi, xong chưa? Tiếp theo tôi sẽ dùng cái này lộn ngược lại. Đấy, có những người chơi trò nhảy. À, chơi trò nhảy xong thì tôi lại chọn đối tượng 1, tôi chọn shift, tôi chọn đối tượng này và tôi lại loại trừ cái ông này đi. Thế thì tôi được hai ông này. Sau khi hai có hai ông này xong thì tôi sẽ chọn cái giá trị alpha bằng thấp đi một tí xíu, cái này cũng thấp đi một tí xíu. Như này không ạ? Sau khi đã có hai thằng này giao nhau rồi, tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 thì bắt đầu tôi dùng cái này tôi đổ màu cái này riêng. Nhìn đâu, chọn này, đổ màu riêng. Và sau khi đổ màu riêng thì các bạn có đồng ý với tôi là cái này có thể là 100% hả? Nhìn chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, vậy cái này tôi có thể tạo ra một cái alpha khác thì bắt đầu tôi mới vẽ như này. Nhìn này chưa? Ok, tôi lại cắt ra với cái hình chính. Và cái hình chính này tôi sẽ là chọn với giá trị opacity bằng 50%. Nhìn cái này chưa? Vậy tôi có thể nhét ảnh vào trong cái này này và tách tôi ra làm đây. Ví dụ người ta làm cho hải sản, người ta dùng chiều này cho xuống dưới một layer. À, cái này tôi sẽ đặt một màu trắng cho các bạn dễ nhìn hơn. Cho xuống dưới một layer tiếp. Nhìn không ạ? À, cũng tương tự như vậy thì tôi lại đan xen tiếp theo một lần nữa này, người ta có thể làm cách này. Tôi sẽ cho bạn xem. Rồi, ok. Chọn đối tượng 1 và chọn với đối tượng số 2 và chúng ta lại cắt mất này đi. Được chưa? Ở chỗ này, như cái này, chúng ta phải cắt tiếp. Và cái hình này chúng ta sẽ chọn với giá trị là 20%. Nhìn không ạ? Các bạn có thấy màu mờ cho anh chưa? Vậy cái hình này cho xuống dưới 1, 2, 3. Rồi, xong chưa? Cái hình này chắc chắn các bạn sẽ cho một cái ảnh cho tôi. File, Play. À, các bạn sẽ chọn vào thư viện ảnh. À, các bạn chọn vào food. À, rồi các bạn sẽ chọn vào đồ ăn. À, ví dụ như là cái phong cách nó hơi dài dài chút xíu, tôi có thể chọn vào đây. Kéo vào đây cho các bạn xem. Cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và căn cho số 7. Nhìn nhận kích thước vào đây. Chúng ta có thể xoay dọc lên để xem là nó có thú vị không. Đấy, thu nhỏ này. Nhìn này chưa? Ok. Được không? Thì cái cách thức nó làm rất là hay ở chỗ là mình có thể chọn một cái màu đỏ. Ok, tôi sẽ chọn nền luôn, màu đỏ luôn. Đỏ đậm, nâu. Cái này tôi sẽ chọn màu đỏ. Đấy thì cái cách thức mà mình làm có thể tạo ra những cái phương thức nhảy. Và thậm chí là người ta bắt đầu dùng nét. Dùng nét là như nào? Đây. Cái này là bắt buộc các em phải dùng chiêu thức nào với nét. Các bạn có nhìn thấy cái poster, poster diều ở dưới bị tháo rồi. Nhìn các bạn nhìn này chưa?
tôi sẽ dùng chiêu thức này. Ok, sau đó tôi sẽ chọn đối tượng này và chọn đối tượng này để làm gì? Loại trừ cái phần thừa đi. Sau loại trừ phần thừa đi thì tôi sẽ dùng C và tôi trích vào đây một điểm. C là cái vùng cắt nét đấy, đúng không ạ? Tôi chia sẻ cho các bạn hôm trước rồi, tôi bỏ cái này đi. Thì có phải cái này mất đi không ạ? Còn cái này có phải ship x này nó phải được cái này không ạ? Thì cái này nét này nó chính là màu màu gì? X, màu trắng. Bạn nhìn đi nhé, nó chơi nét. Sau đó thì tôi sẽ vòng ngược lại. Các bạn nhớ nhé, có thể là vòng ngược lại. Rồi cái vòng ngược lại thì này, chúng ta lại chọn đối tượng 1 và chọn đối tượng số 2, chúng ta lại cắt mất phần ký. Ok. Thấy chưa? Sau khi cắt mất phần số 2 thì các bạn sẽ thấy là ở đây tôi có một cái nét tiếp theo một cái nữa. Đấy. Cách thức là người ta có thể chơi nét và mảng đan xen nhau nhưng không mất hình chính và chữ người ta vẫn đặt được vào. Đấy là nguyên tắc thật. Và chúng ta chọn vào overlay để làm sao màu nó tươi lên tí. À không thấy rõ là ok, chúng sổ xuống này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Người rất là nhẹ nhàng, và đôi lúc trong thiết kế người ta cần nó là cái phiên bản nhỏ. Đấy, mình có thể vẫn tạo ra bố cục đấy. Có thể hình tròn nó có thể tạo ra bố cục gì nữa. Nó có thể là tạo ra bố cục khác. Chúng ta phải sưu tầm rất là nhiều loại bố cục hình tròn. Có những người thì người ta dùng hình tròn nha. Xong người ta dùng hình màu trắng. À, chúng ta vẽ một cái hình này. À, chúng ta vẽ một cái hình này. Chúng ta vẽ một cái hình này. Và chúng ta vẽ một cái hình này. Các bạn nhìn này chưa? Và tất nhiên người ta vẽ một hình to đùng. À để làm gì? Để tôi quét qua toàn bộ góc này để làm gì? Lấn sân vào trong này một tí xíu. Nhìn không? Sau khi đã làm xong, tôi sẽ gom toàn bộ này thành một bằng công cụ Shift F7 và cắt dao nó trở thành một bằng cái này. Có là hợp toàn bộ này thành một. Đấy. Và sau khi hợp thành một thì tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi dùng phím Shift M tách đi. Thì đây là một loại bố cục tiếp theo, đó là với hình tròn. Các bạn có thể dùng Ctrl C và Ctrl B để chuyển sang bên này một chút xíu. Nhìn chưa? Và tất nhiên file này chọn vào Palette, mình có một cái phiên bản mới là cái này. Cái này thiên về chiều dọc. Tôi sẽ chọn một cái chiều dọc. Ok, nó có thể là cái này. Nhìn chưa? Cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Thì lúc vào đây bạn sẽ đẩy sang này. À, bạn thấy nó có tí ánh tím mà trông nó cũng đẹp luôn. À, nhìn chưa? Cách thức người ta sẽ làm ra những hình tròn như này. Đấy là dạng đám mây, là nó sẽ như vậy. Ví dụ như vừa rồi tôi có chia sẻ cho bạn về cái bài ổ e, chúng ta chọn về cái xong cái bài này thì mọi người cũng tìm hiểu nhiều về cái hình có góc, hình có góc mấy loại. Để các bạn xem cái hình vuông góc của chúng ta là gì và cái hình tròn chúng ta là gì thì trong đấy tôi cũng đã vẽ rồi. Thì hy vọng rằng các bạn nhìn vào cái đấy, bạn có thể vẽ lại và tạo ra một sản phẩm theo cái bố cục hình của chúng ta muốn. Ví dụ đây là hình vuông góc, nhìn chưa? Có nhìn thấy đồng hồ bắt đầu trau chuốt nó nhiều hơn chưa? Đấy, đan xen nhau và dùng cái hình tròn này, nhìn không ạ? Ok, có nhìn thấy đây là hình vuông góc không ạ? Hiểu chưa? Tất nhiên là bao giờ khi mà người ta trau chuốt thì bao giờ nó cũng tốt hơn là những cái thứ mà tôi chỉ vẽ sơ bộ cho các bạn biết là nó sẽ như thế nào thôi. Nó phải có sự tính toán. Và đây, các bạn có nhìn hình vuông góc, đây là hình tròn không? Và đây là hình tròn không? Các bạn biết cái cách làm của cái này không ạ? Đúng rồi, tạo mặt nạ và tạo alpha cho đối tượng đó. Vẽ lên đâu là sẽ được lên đó, cái này là vẽ trong mặt nạ. Nhá. Hình tròn, dạng cơ bản này. Nhìn nhá, cứ to vừa nhỏ chuyển động vào. Thì khi mà các bạn làm bố cục cho một cái khách hàng nào đó mà bạn muốn đạt cái độ mà gọi là an toàn, bạn hãy chọn theo to vừa nhỏ là xong rồi. Yên tâm một điều rằng người ta không bao giờ chê xấu. Người ta thấy rằng là bạn làm ở mức đó là ngưỡng an toàn. Bởi vì nếu mà mình chưa có giải pháp thì tốt hơn thì tốt nhất tôi nên chọn cái giải pháp đấy. Còn tất nhiên là lượn sóng, lượn xiết các thứ thì còn nữa. Nhưng mà vấn đề là anh nghĩ là mình nên chọn cái giải pháp này thôi. Đó. Thì các bạn nhìn đây, với hình tròn chúng ta có thể là hình cơ bản, hình tròn, rồi ok tôi sẽ chọn hình vuông hai đấy, tôi sẽ mở tất toàn bộ cái này cho các bạn xem, nó rất là nhiều bài để các bạn có một cái nhìn tổng hợp từ bài trước lẫn bài này.
Bởi vì đến bây giờ thì chúng ta cứ phải làm nhiều và chúng ta phải rút ra nhiều kinh nghiệm, bởi vì như vậy thì khi em làm xấu thì không nói, nhưng mà có những thứ em làm ra lại thấy cái này có thể phát triển được thì tôi xem tôi có thể góp ý được cho các bạn được. Đây ạ. Đó, sau khi nó chạy xong thì nó sẽ như này. Để chút xíu. Anh có mở mấy file mà, nên là chúng ta cứ bình tĩnh. Nhiều file lắm. Đó, rồi. Rồi, ui. Tha hồ mà xem luôn. Tất cả những cái dòng bài như này thì các bạn như anh Khánh có chia sẻ cho các bạn là bạn phải làm cho tôi là những cái bài bố cục về hình vuông là 10 cái, bố cục hình vo góc là 10 cái, bố cục hình tròn là 10 cái, thì khi em làm như thế thì sau này em sẽ cực kỳ khỏe luôn, bởi vì em không bao giờ sợ. Đây là hình gì, em có biết đây là hình vuông không? Nhưng em có thấy là hôm nay anh biến đổi nó hơi khác không ạ? Tôi chọn sự vo góc khác nhau bởi vì là các bạn có thấy rằng đây là hình vuông, tôi chui vào mặt nạ của nó đúng không? Thì tôi tích vào cái này đúng không? Thì có phải là có phím ma tôi cầm điểm này tôi tích này, nhìn này, tích có đem điểm, có phải cầm điểm này kéo nhà không? À, nó có sự khác, không phải là giống như cái mà chúng ta vo đều nhau đúng không? Tôi thích nha. Cái này rất hợp với thời trang và mỹ phẩm, nó sẽ rất là tốt luôn, nhìn đúng không? Còn nhìn này chưa? Đấy, đây là hình vuông đấy ạ. Nhìn đúng không? Đây là hình vuông đấy ạ. Còn nhớ cái bài hôm trước anh cho nó bên trong xong rồi dùng opacity không ạ? Ok. Hình vuông. Nhìn cái này chui bên trong chưa? Đấy, có nghĩa là có nhiều sự sáng tạo lắm. Không nhất thiết về một cái đó cũng là một bài đấy, nhưng mà vấn đề bạn thích sáng tạo đến đâu thì... Rồi. Có phải hôm trước là tôi sẽ làm cái này không ạ? Hình vuông. Hình vuông. Hình vuông. Hình vuông. Hình vuông em. Hình vuông đúng chưa? Nào, hình vuông chưa? Hình vuông đúng không? Rồi ok, bỏ qua hình vuông này. Tiếp theo. Hình vuông. Hình vuông. Các bạn nhìn này chưa? Em biết tại sao làm ra cái này không? Bởi vì người ta áp dụng thêm một cái giá trị nữa, trong cái giá trị đó là mặt nạ của đối tượng. Đó là cái này. Nhìn nhá, 1, 2, hình vuông này, nhìn chưa? Em muốn lấy được cái này thì em sẽ dùng chiêu thức này cho. Đây cũng là hình cơ bản. Đây là hình gì? Vo góc đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy vo góc chưa? Hình tròn, hình vo góc. Hình vo góc, hình vo góc. Hình tròn. Hình vuông, hình tròn, hình tròn, hình vo góc, hình vo góc, à hình tròn. Nhìn thấy không ạ? Mình nhìn thấy toàn bộ những cái này đều làm theo cách thức như vậy nhé, như mà đây này. Trong quá trình mà khi mà chúng ta thiết kế mà chúng ta muốn rằng cái đối tượng của chúng ta muốn hiển thị, ví dụ tôi chọn là plate, tôi chọn ở đây, ok, thì có phải là trong cái phần hình vuông nó có một cái tính năng là chia hình không ạ? Đúng không em? Vậy thì có phải chia hình thì anh em sẽ chơi trò là vẽ một cái hình ô vuông và vẽ đè lên mặt nó. Và tất nhiên là màu trắng rồi, đúng không? Chúng ta chọn vào Object, chúng ta chọn vào Path và chúng ta chọn vào Snip Intro, thì lúc này cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ là như đúng này chưa? Rồi ok. Và tất nhiên chúng ta phải có khoảng cách một chút xíu ra, và cái này cũng có khoảng cách đúng này chưa? Sau khi làm xong chúng ta chỉ việc làm sao copy toàn bộ cái hệ thống này làm sao cho mặt nạ đúng không? Ctrl X và mặt nạ có chính đằng này đúng không em? Ctrl Shift V thì có phải hiện thị nào? Nhưng nó là hình nên nó được quyền áp dụng cái graphic style. Cái graphic style này là cái hiệu ứng tượng effect. Nó chính là cái hiệu ứng style và nó chọn vào là biến nó trở thành nét. Như thế này chưa? Nhưng cái này nó có một cái sẵn này, em chỉ cần sổ xuống và em chọn vào một cái biểu tượng. Ví dụ 3D. Ok, tôi next qua cái này một tí, tôi next qua một tí cho các bạn xem thì nó đi đến cái hiệu quả nó ngay. Đấy, bạn next qua thì cái hiệu ứng nó có sẵn rồi, nên chúng ta cứ chọn này. Đây, ví dụ ấn vào này. Thì các bạn có nhìn thấy cái này hình này không? Nó sẽ hình xuất hiện này. Nhưng nếu mà cái hình này nó đang là màu đỏ, các bạn nhìn đang là màu đỏ chưa? Chúng ta có thể thay màu trong này đúng không ạ?
À, vậy thì cái này muốn là màu đấy thì nó phải là màu màu trắng, bạn thấy chưa? Cơ thể vẽ này hay không ạ? Và sau khi làm xong thì bạn được quyền chọn cái miếng này vứt đi được không ạ? Đúng chưa? Ok, nhìn thấy không ạ? Cái chất cũng như là mình muốn tạo ra một sự khác biệt, mình có thể làm được điều đó. Nhưng đẹp hay xấu và được ứng dụng hay không thì đấy là câu chuyện của khách hàng, không phải là câu chuyện của mình. Ông vẽ một cái thứ, ví dụ nếu người ta nhìn vào người ta bảo ô cái này có thể là nâng cao sao, ok, nhưng mà vấn đề là nó không thể ứng dụng được thì nó không phải nâng cao. Nâng cao nó nằm ở phần kinh nghiệm, bạn xử lý nó có độc đáo không, nó có đẹp không, nó có duyên dáng không, đấy mới là quan trọng nhá. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo, thế thì trong cái phần hình mà anh đã chia sẻ cho các bạn đó là cái hình clip, thì bạn nên tạo ra nhiều bố cục khác nhau. Ví dụ nhìn thế này nhá, em có thấy là anh phải đan xen rất nhiều thứ vào nhau không? Chính xác chưa? Rồi tắt đều bỏ này đi, chúng ta xem tiếp. Nhìn hình tròn chưa? Nhìn hình tròn chưa? Cũng chỉ là một bài nhưng cũng có thể là hôm nay cắt như này, ngày mai cắt như khác. Đây. Nhìn chưa? Ok, chúng ta bỏ cái này. Hình vuông góc đấy. Hình tròn đấy. Ra hình. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Cách làm nó rất là đơn giản như này. Tiếp tục chúng ta chọn ở đây. Cái này có giống hình gì? Hình tròn không? Cái này có phải hình tròn không? Cái này có phải hình tròn không? Và cái này có phải hình tròn không? 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 Nhìn thấy chưa? Cũng chỉ là một cái chiêu thức thôi, nhưng người ta sẽ làm khác ấy. Ok, đây phải hình tròn không? Đây hình tròn không? Và đây hình tròn không? Có nghĩa là mình sẽ đan xen rất là nhiều kiểu khác nhau lại với nhau để tạo ra một phiên bản thiết kế với hình tròn, là mình phải có được 5 đến 10 bố cục để khi mà lần sau gặp khách một cái khách hàng mà cái logo nó hình tròn thì em dùng bố cục hình tròn thì nó sẽ rất là đồng bộ, hiểu không? Dùng bố cục hình vuông thì mình sẽ dùng bố cục hình vuông, hình đa giác hay như nào đó thì em phải tính cái này cho anh một tí, hiểu cách làm chưa? Đấy thì đây là cái mà đã xây dựng từ trước, từ của những bài trước rồi, cái này nó chỉ là bài cũ thôi đúng không? Rồi, bạn hiểu cái này tại sao anh Khánh làm được chưa? Đấy, đơn giản như thế thôi. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chuyển sang tiếp theo, đó là hình polygon. Polygon là hình gì? Là hình lục giác, mà để chúng ta có thể vẽ thành những cái bố cục nó. Bản thân tiền thân của thằng này nó cũng rất là đẹp rồi. Ví dụ như này, các bạn nhìn copy xuống đi. Chúng ta chọn vào hình vuông góc thì cái vuông góc polygon nó là khi mình vẽ thì mình giữ phim ship thì nó sẽ cân bằng, nhìn không? Bung ship ra thì nó có thể xoay tung tung cho các bạn nhìn nhá. Nhưng trong quá trình thi vẽ thì tôi thích là bao nhiêu cạnh thì đấy là việc của tôi, bởi vì tôi ấn nút lên trên là sẽ là tăng số cạnh, ấn nút xuống dưới là sẽ giảm số cạnh, giảm nhất là ba cạnh. Vậy bạn ấn nhiều lên nhảy đúng không ạ? Nhìn này, chúng ta vẽ nhảy đúng không ạ? Chúng ta tăng số cạnh lên nhảy. Và rõ ràng là khi mà lần trước tôi có chia sẻ cho bạn biết là khi tăng số cạnh nhà thì các bạn có thấy nó nhiều cạnh đúng không? Nhìn chưa? Dùng phím A để các bạn biết là nhiều cạnh chưa? Thì mỗi một cạnh ấy tương ứng với giá trị là tôi đã dạy cho bạn về bông hoa rồi. Có phải hoa là tương ứng số cạnh đúng không? Nhít top transform và chúng ta chọn vào bông hoa thì tôi chỉ cần ấn vào đây thôi. Có nhìn này không ạ? Vậy thì form là cũ nhưng hình là mới. Nhìn này chưa? Và cái đối tượng này đang mang hiệu ứng của effect, các bạn đồng ý tôi đúng không? Nên bắt buộc chúng ta phải làm sao? Phá vỡ định dạng của hiệu ứng này bằng object và chọn vào pattern transparency. Để làm gì? Để phá vỡ cái hiệu ứng nó đi. Để làm gì? Chúng ta cắt dao thôi. Nhìn nhau. Có những người cắt nhai được không? Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta dùng công cụ ngoài chúng ta cắt. Thấy chưa? Và các bạn có thấy rằng cái form này nó đã rất là được không? Chọn chú vào đây được không anh? Chắc là được, đúng không ạ? Vậy thì nó vẫn chỉ là hình tròn, nó vẫn chỉ là những cái hình mà chúng ta được, nhưng chúng ta có thể làm được điều đó. Nhưng vậy thì cái hình lục giác này có thể làm được cái gì? Bản thân hình của nó đã đẹp rồi. Ví dụ tôi vẽ ở đây, tôi chỉ chọn một cái cạnh cạnh 4, 5 à, tôi sẽ vẽ một cái hình này, tôi ấn lên trên nhìn 6 cho cân bằng nhỉ. Thì với cái hình này người ta có thể tạo ra sự sắp xếp giữa cái hình với nhau. Ví dụ các bạn phải nhớ là cái hình này trong cái công cụ phím A khi tích vào đây thì nó có biểu hiện điểm chốt, khi kéo nhẹ thì tất cả đều điểm chốt, nó sẽ làm sao? Nó sẽ kéo lại, nhìn này, kết qua toàn bộ cầm này.
ý nha. Ở lúc ấy tôi được quyền là xếp nó như này được không ạ? À, xếp như này được không ạ? Và nó xếp như này được không ạ? Xếp thành hình bông hoa đấy. Đấy là có tính kết cấu ạ. Đây các bạn dạch sang đây một tí xíu, xuống đây một tí xíu. Cái này đẩy lên trên một chút xíu. Được không ạ? Cái này đẩy sang bên tay phải một chút xíu. Cái này đẩy sang trái một chút xíu và đẩy lên nhảy một chút xíu. Nhìn thôi. Ok, sau khi chọn xong, xong cái này tôi sẽ đẩy cả hai cái này lên trên một chút. Nhìn này các bạn. Đấy, vừa rồi các bạn có thấy là tháng qua tôi làm một cái du lịch nó theo bố cục này không? Ok, kéo sân lên một tí, đẩy sang đây này. Đấy, sau khi làm xong thì tôi sẽ làm sao? Ctrl G group lại và chúng ta sẽ cắt ra với một cái hình như này. Chọn màu vàng cho các bạn dễ nhìn. Có thể đặt như này đúng không ạ? Nhìn chưa? Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tôi dùng phím cắt bỏ phần thừa đi. Cắt bỏ phần thừa đi. Ok, vậy thì cái này có thể là một bố cục chuẩn vào được không? Nhìn chưa? Có nhiều người đặt logo đây và đây là xung quanh đây là tất cả các sự kiện của họ cơ. Ngành nghề của họ và sản phẩm của họ cơ. Có ngành đây là nhụy thì chính là bông hoa, chính là logo. Còn xung quanh cái này chạy xung quanh là những sản phẩm của họ. Thế thì cách thức người ta có thể làm ra bằng rất là nhiều hình thức khác nhau. Hiểu không ạ? Thì trong phần polygon này bản thân của nó là dùng xếp lại nhau cũng tạo ra bố cục. Loại thứ hai là nó có thể là biến đổi theo kiểu dạng bông hoa, nhìn đúng không? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục chọn đến một giá trị nữa là star, là cái ngôi sao. Thì các bạn thân ngôi sao rất hay là khi bạn vẽ làm biểu tượng này, đây là có một ngôi sao, nhìn không? Chúng ta bớt xuống, ấn xuống dưới thì sẽ là bốn cạnh, ấn lên trên là sẽ nhiều cạnh, ấn nhiều nữa thì nó sẽ nhiều cạnh nữa. Nhưng nhiều cạnh hết cỡ nhảy thì sao? Nó có giống như một cái biểu tượng khuyến mại 20% không? Nhưng cái cạnh nó chỉ là sâu hơn thôi. Thì trong phần cạnh sâu hay cạnh lông ấy, nó tùy thuộc vào giá trị là các bạn giữ can cho bạn đẩy vào trong như này hay đẩy ra ngoài như này. Làm chống đồng các bạn đẩy vào trong như này cho bạn ấn nút lên này. Thì các bạn có thấy là thêm được rất là nhiều nét và nó sẽ nhảy. Ok, xong rồi đấy. Bạn có thấy một số chương trình khuyến mại người ta hay gắn một cái này vào, hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì cái này có thể cắt ra cái hình này được không? Đấy, cũng là cũ nhưng lại là hình mới. Em hiểu video không ạ? Đây là cũ, hình các bạn nhìn, đây là cũ rồi. Nhưng hình nó là mới thì dính dắt. Ok, cho chọn vào đây, kéo đây thì bố cục mới. Hiểu này không ạ? Ok. À, trong cái giá trị khi bạn chọn là ngôi sao, bạn có thể ấn nút xuống dưới, nó sẽ là số cạnh. Đấy, bạn giữ phím Ctrl bạn đẩy vào trong thì nó sẽ là ngôi sao này. Thì bạn có thấy một số sản phẩm trang sức người ta hay dùng chiêu thức này không ạ? Đúng chưa? Ok, à, tôi sẽ cho bạn xem một cái giá trị đó là gradient. Tôi cầm biểu tượng này đặt vào đây vào màu trắng. Có nhìn thấy cái này của tôi không? Glow dốc à, đồ y lốc. Nhưng cái này phải làm thao tác nữa là Ctrl C, Ctrl F. Để làm gì? Để xoay. Để nhìn này chưa? Có phải có bốn không? Quét qua thêm một lần nữa để cắt dao lại với nhau để trở thành một thôi. Xong chưa? Xong rồi người ta mới dùng chiêu thức là Ctrl C, Ctrl B bỏ. Ctrl C, Ctrl B bỏ là copy xuống dưới, cũng là màu trắng đó. Nhưng tôi dùng effect và tôi làm nhòe nó ra. Thì các bạn sẽ thấy là ngôi sao tôi có bóng. Nhìn chưa? Chứ không phải là cứ vẽ thuần túy là một cái ngôi sao xong là xong đâu. Bởi vì bạn phải để ý là ngôi sao nó phải phát quang. Các bạn nhìn phát quang chưa? Tôi sẽ kéo một giá trị nữa. Ctrl G. Nếu mà người nào đã từng làm cái bài điện thoại tôi thì chính là cái này. Nhìn tiêu mặt trời chưa? Tôi tích vào vị trí giữa này, tôi kéo này. Bộ này. Nhìn không? Cầm này. Nên dịch Ctrl G điểm vào một số vị trí mà không cần. Nó bắt sáng. Em thấy chưa? Tại vì một số cái sản phẩm mà tôi hay đặt một vài cái đấy trông nó long lanh hơn thôi, cho nó bắt mắt hơn thì các bạn có thể làm ngôi sao như vậy. Bởi vì sau này các bạn có thể học đến một số cái symbol, xin viết các thứ thì cái này cũng là một giá trị. Nó vẩy ra phát là sao bay xung quanh. Đấy, các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng trong phần ngôi sao này nó chỉ có một điều đặc biệt là khi bạn vẽ ngôi sao dành cho huân chương huy hiệu thì câu chuyện không phải như này. Thì các bạn có nhìn thấy ngôi sao của tôi 5 cánh nhưng mà ngôi sao này bị sao? Gầy gò không ạ? Ok, cầm nha.
giữ phím ăn kéo động nhảy, ok xóa đi. À, giữ phím Ctrl đẩy ra ngoài như này cho rộng này, nhưng mà có chính xác không? Bởi vì nguyên tắc ngôi sao là tất cả cái cạnh này này nó phải cạnh này, này nó phải thẳng hàng, cạnh này và cạnh này thẳng hàng, cạnh này và cạnh này thẳng hàng, cạnh này và cạnh này thẳng hàng. Vậy làm được điều đó thì người ta ấn vào đâu? Thì các bạn nhìn này, trong cái trình khi vẽ cái ngôi sao đó thì bạn giữ phím An cho tôi, phím An là ngôi sao nó trở thành về mặc định. Và em yên tâm một điều là vẽ ngôi sao này là sẽ rất là chuẩn xác nhá. Đây là ngôi sao chuẩn xác để chúng ta làm gì ạ? Chúng ta làm huân chương huy hiệu, hoặc vừa rồi nó có U23 là mọi người hãy in cái này ra đấy, xong rồi dán lên mặt đấy, hiểu chưa? Và tôi nói cho bạn biết là cái trò U23 rất là đơn giản, bạn chỉ cần vẽ ra một cái hình như này, giữ shift đây, đây nhìn này chưa, rồi cờ đỏ sao vàng, ok vậy sao vàng nhìn chưa. Sau khi sao vàng thì tôi sẽ chọn một cái hình vuông, có phải là cái này không, màu đỏ có đúng cái này không? Các bạn muốn trở thành lá cờ rất là đơn giản, chỉ cần chọn vào effect, chọn vào biểu tượng quá và chọn vào biểu tượng ARC đúng không? Sổ xuống chọn vào lượng sóng hay đẩy ngược lại ra chưa, nhìn này chưa, quáp option nó chính là phần window, ok. Sau khi đã làm xong cái này toàn bộ, tôi sẽ quét cái đối tượng này vào ném vào ô. Và lúc này chúng ta chỉ việc làm gì, cần chuẩn xịt hạt ở vẽ ra một cái biểu tượng làm sao đây, vẽ một cầu vuông này đúng không, đây, này. Nhìn này chưa. À, cái này ít hay nhiều bằng cái công cụ SC bạn tích lũy vào đây, thì có phải đây là số lượng phần trăm không? Bỏ transform object đi, preview tôi gõ vào đây, sau đó chúng ta làm gì, đi in, đi in đề can xong cắt ra thôi, xong bán. Đấy, câu chuyện nó rất là đơn giản, nếu mà làm thì nó chỉ vậy. Đấy thì như các bạn đã nói là tôi đã chia sẻ cho các bạn về cái công cụ đó là hình ngôi sao, và ngôi sao đấy thì nó chỉ khác biệt một tí là các bạn nên giữ phím An thì nó trở về mặc định thôi, hiểu cái này không ạ? À, tiếp theo, trong cái giá trị mà cái hình cơ bản đó thì nó còn một cái dưới cùng nữa, đó là cái gì ạ, cái biểu tượng mặt trời. Cái này được phát huy trên cái nền, đó là nền gradient là tốt nhất nhá, nền bệt nó sẽ bị có vấn đề ngay, nó màu nó sẽ không nhuyễn được, hiểu không ạ? Nên cái này sẽ phát huy mạnh nhất trên nền, đó là nền gradient. Và cái này có tính năng là nhấn sản phẩm và nhấn logo, nhấn sản phẩm và nhấn logo, chỉ thế thôi. Cách dùng khá là đơn giản, chọn ra đây, các bạn nhìn này, tôi sẽ đặt ở vị trí này như sau, tôi chọn vào cái mặt trời, tôi đặt điểm này, tôi kéo này, và cái hướng mặt trời đến đâu thì tôi kéo ra này, tạo giả, có hiểu này không? Cái này nó không phải là gradient nên là nó, những cái tia này nó không nhuyễn vào nền được. Em hiểu không ạ? Đấy, đấy là những cái giá trị mà tôi đã chia sẻ cho các bạn này. Mỗi một cái này, các bạn về nhà cho tôi làm cho tôi là 10 sản phẩm bố cục khác nhau. Thì sau này trên con đường mà các bạn đi gặp khách hàng ấy thì bạn sẽ yên tâm, không bao giờ sợ bất cứ một cái gì. Bởi vì không vẽ bố cục này là vẽ bố cục khác mà. Nhưng ít nhất mình phải có sự ổn định đã. À, bố cục của tôi không sáng tạo bằng bạn, nhưng mà tôi có sự ổn định, vẽ nên thiết kế tôi không bị ai chê, cũng không, người ta cũng không ca ngợi tôi, bởi vì sao, nó cũng không quá đẹp nhưng nó cũng không xấu, thế là tôi đạt rồi, hiểu chưa? Còn có những người mà cứ phải suy nghĩ là tôi phải có một cái bố cục thật ngon lành, tôi tìm được một cái sự sáng tạo, thì thực sự là nó sẽ rất là mất thời gian, mà trong khi đó người ta chỉ cho em nửa tiếng đến 45 phút xong một sản phẩm, thì nó sẽ không còn thời gian để mình suy nghĩ, và nó không có thời gian để mình đi tìm tòi, mà tất cả những cái hệ thống này phải là mang tính chất chuẩn bị hết trước. Em vẽ form bố cục, em đặt ảnh vào, em đặt text vào, giống như thế thì chỉ việc làm sao chúng ta thay nền thay hình là xong rồi. Và cái sự thay nền thay hình đấy nó lại có sự trau chuốt, bởi vì tất cả mọi thứ đã làm sẵn. Còn nếu mà người nào mà siêu nữa thì người ta sẽ làm ra cả một bộ liên quan đến rượu đồ uống chẳng hạn, có một bộ liên quan đến đồ máy tính chẳng hạn, có một bộ liên quan đến gì ạ, sản phẩm và mỹ phẩm chẳng hạn. Thì khi mà làm lĩnh vực gì đó người ta bê luôn cả cái hệ thống như này, thì có phải nó nhanh hơn không ạ? Đấy, nếu mà các bạn là thực sự mà muốn xây dựng và sau này đi muốn đi làm việc mà thật sự nhanh là như vậy. Các bạn nhớ nhá. Bởi vì trong quy trình khi mà đi thử việc ấy,
nếu mà người ta chỉ hỏi một hai cái câu đầu ấy, người ta biết ngay là bạn là người có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm, chứ không cần phải chờ đến cái việc mà tôi phải có được cái CV. Đấy nhá, các bạn nhớ một điều rằng chứ người ta không cần phải phải tìm những cái gọi là cái CV đâu ạ. Tất nhiên CV có thể bổ sung sau mà, nhưng sau khi mà tôi đến tôi gặp bạn, tôi chỉ cần nói hai ba câu bạn có kinh nghiệm phát thì người ta sẽ hỏi bạn là mức lương của bạn cần mong muốn là gì, mức lương của em là gì, em muốn là bao nhiêu. Thì đấy là một câu hỏi rất là khó trả lời, bởi vì là nếu mà mình nói nhiều thì cũng buồn cười, mà nói ít thì lại không không đành với bản thân của mình. Nhưng cái giá trị mà bạn muốn nhận được ấy thì đó là giá trị là mình làm được bao nhiêu công việc của công ty người ta thôi. Nếu bạn làm được nhiều thì tất nhiên tôi phải lương cao, còn bạn làm được ít thì lương chắc chắn nó phải thấp thôi, đúng không? Và tôi có nhận bạn hay không, đúng chưa? Còn về sau thì mình sẽ bổ sung những cái CV sau. Còn trong giai đoạn đầu mà mình chưa có CV thì mình có thể xin anh em bạn bè, nhưng mình phải chịu trách nhiệm về cái giá trị xin đấy. Có nghĩa tôi phải làm được cái đó cơ, nhưng tôi chưa chuẩn bị, tôi có thể xin để hoàn thiện cái hồ sơ của mình sớm nhất để mình đi tuyển việc. Các bạn hiểu chưa? Và bạn yên tâm một điều rằng học xong một cứng tay các bạn có thể lên 24 việc làm 24 giờ các bạn tuyển việc trên đấy, bạn ghi là bạn học cái gì và mức lương của bạn tối thiểu bao nhiêu thì chắc chắn sẽ có người ta sẽ gọi bạn. Mà đặc biệt là nếu mà bạn vào bạn nhìn cái Gmail, bạn gửi thẳng trực tiếp những cái sản phẩm của bạn thì yên tâm, người ta sẽ gọi bạn. Nên cái việc mà lương không không quan trọng. Lương 6 đến 7 triệu đơn giản. Từ 10 đến 15 triệu bắt đầu phức tạp hơn, và từ 15 triệu đến 20 triệu thì bắt đầu câu chuyện này câu chuyện khác. Nhá. Tôi cũng muốn chia sẻ thật cho các bạn biết để các bạn lưu ý cái việc đấy. À, và